chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kính chúc các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị tỉnh Vĩnh Long trong năm 2023, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt ghi nhận đánh giá cao sự hỗ trợ phối hợp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trong suốt thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ và chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long dành cho lực lượng vũ trang quân khu dịp đầu xuân mới, khẳng định thành tích chung của quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long còn đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 và trung đoàn 3 tại tỉnh An Giang. Thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản trực sẵn sàng chiến đấu Tết Nguyên đán và kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt kịp thời các mệnh lệnh chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu đến 100% cán bộ chiến sĩ, xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện đồng bộ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các hoạt động sự kiện diễn ra trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến ở các cấp, điều chỉnh thế trận, bố trí lực lượng phù hợp với tổ chức biên chế ở các địa phương, bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện theo quy định, nắm tình hình điểm nóng trên địa bàn chặt chẽ, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Nằm trong chuỗi các hoạt động xuân tình nguyện năm 2024, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức khởi công thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường quê tại xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi an toàn trước thềm năm mới, hiện xã Thạnh Quế triển khai thực hiện 3 tuyến đường thắp sáng ở 3 ấp Thạnh Lợi, Phước Lợi và Thạnh Phú, có tổng chiều dài hơn 3.500m. Tổng trị giá thực hiện các công trình hơn 170 triệu đồng, trong đó Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hỗ trợ 50 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ một phần chi phí, gần 20 sinh viên tình nguyện khoa điện tử của trường còn hỗ trợ ngày công lắp đặt, dựng trụ góp phần giúp công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Triển khai các hoạt động xuân tình nguyện năm 2024, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long còn vận động các nguồn xã hội hóa thực hiện mô hình camera thanh niên, mua bảo hiểm y tế hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Thông qua các hoạt động, không chỉ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện mà còn giúp sinh viên cọ sát thực tiễn, mà còn góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn được đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành thanh tra kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch. Tại các nơi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp tuyên truyền nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, các cơ sở dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm. Được biết, trước đó trong năm 2023, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cũng đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 55 cuộc đối với 163 lượt tổ chức cá nhân. Qua đó, phát hiện xử phạt 5 trường hợp vi phạm, yêu cầu tháo dỡ thu gom trên 7.000 bảng băng rôn, tờ rơi quảng cáo, bản tuyên truyền không đúng quy định, kịp thời nhắc nhở trên 80 lượt tổ chức cá nhân trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Chợ qua xuân trên bến dưới thuyền, bến Bình Đông quận 8 là một trong 19 sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia sự kiện Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Vĩnh Long có 15 gian hàng bày bán trưng bày từ 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà vườn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các gian hàng của tỉnh Vĩnh Long sẽ trưng bày và bán trên 30 loại trái cây hoa kiển là đặc sản thế mạnh của địa phương như sầu riêng ri sáo, xoài cát núm Dũng Liêm, bưởi Nam Rau Mỹ Hòa, khoai lang Bình Tân, cùng với hơn 50 sản phẩm nông sản qua chế biến đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Đặc biệt lần này, Vĩnh Long còn mang con đường nghệ thuật gốm đỏ tái hiện mô hình lò gạch, mô hình ngôi nhà gốm đỏ, phối hợp cùng các tiểu cảnh gốm đan xen tạo nên sự hài hòa và tôn lên vẻ đẹp độc đáo riêng có của gốm đỏ Vĩnh Long. Qua đó kỳ vọng góp phần tạo điểm nhấn cho chợ qua xuân trên bến dưới thuyền, bến Bình Đông quận 8, thu hút du khách đến tham quan, thưởng lãm, đồng thời quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của làng nghề gạch gốm và gắn kết phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới. Cùng với chợ qua xuân thành phố Vĩnh Long, thời điểm này các tiểu thương bán dưa hấu cũng đang đưa hàng lên chợ Vĩnh Long để phục vụ người tiêu dùng. Khu vực bán dưa hấu Tết Giáp Thìn năm nay có trên 80 lô và vẫn được bố trí trên các tuyến đường 30 tháng 4, Hoàng Thái Hiếu, Hùng Vương và Nguyễn Văn Trỗi. Đến thời điểm này đã có khoảng 30% số lô tiểu thương đã lên dưa hấu Tết, chủ yếu là các mặt hàng dưa như thành long, hắc mỹ nhân, dưa hấu dài ruột đỏ Long An, dưa không hạt mặt trời đỏ. Hiện dưa hấu Tết đang được bày bán phổ biến ở mức từ 12.000 đến 15.000 đồng một kg dưa ăn. Dưa chưng Tết giá bán dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng một kg tùy theo loại và kích cỡ trái. Mức giá này không biến động nhiều so với năm trước. Đối với mặt hàng dưa chưng, khoảng 25 tháng chạp sau khi người dân các địa phương thu hoạch xong, tiểu thương sẽ đưa hàng lên chợ nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, với lò nung liên hoàn không chỉ có gốm xuất khẩu mà làng nghề gạch gốm tại Vĩnh Long đang định hình phát triển thêm các sản phẩm gốm nội địa, gốm trang trí tiểu cảnh, gốm dành cho du lịch hoặc là gốm tráng men trên nền đất đỏ. Những ý tưởng sản phẩm này nhiều doanh nghiệp đã ấp ủ từ lâu nhưng do công nghệ cũ chưa làm được. Việc chuyển đổi công nghệ mở ra cơ hội mới với ngành gốm tỉnh nhà. Doanh nghiệp này cho biết, hiện doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành các đơn hàng Tết với trên 20.000 sản phẩm. Năm nay, do nhu cầu sử dụng gốm trang trí của người dân tăng cao, doanh nghiệp phải tăng cường nhân công, thời gian để kịp đáp ứng đơn hàng. Nói chung ra hàng thú tượng thì quan trọng là mắt, mũi, miệng phải cho rõ nét. Ra sản phẩm nó mới đẹp, qua khâu su nữa, ba công đoạn su người ta sẽ làm lại. Ra sản phẩm rồi là mới vô lò. Sau khi cải tiến công nghệ, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất gốm tại Vĩnh Long tập trung nghiên cứu sản xuất các sản phẩm gốm trang trí, gốm thú tượng từ nguyên liệu đất sét đỏ đặc trưng để đa dạng dòng sản phẩm, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tết nay thì làm đơn hàng cũng nhiều, thì mình thêm thu nhập chút xíu nữa thì gia đình nó tươm tất hơn. Năm nay thấy bên làm bên khâu đầu gót này thì ở đây đi làm mỗi ngày được thì lương nó ổn định hơn. Khách du lịch đến đây thấy sản phẩm ở miền Tây mình thấy người ta ưa thích hơn. Hệ thống lò nung liên hoàn rút ngắn chu kỳ nung gạch gốm nên các cơ sở giảm được giá thành. Ngoài đáp ứng các đơn hàng sỉ, doanh nghiệp tăng cường các kênh bán lẻ, mở cửa hàng trưng bày, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại với các sản phẩm gốm mới. Thì ở đây thì nó cửa hàng thì nó đáp ứng được nhiều cái mẫu mã đa dạng để cho mình đáp ứng được nhiều cái sở thích trang trí sân vườn hay là trong bàn làm việc hay là nhiều cái theo cái sở thích của mình. Giá cả cũng phải chăng hợp lý. Trước đây thì cái gốm của mình thì mình làm xuất đi nước ngoài từ gốm chậu hoặc là những bình tượng thú rồi kia nọ, tất cả những cái hàng gốm ở đây là mình đi nước ngoài không à. Cái gần đây sẵn những cái sản phẩm của mình có, tôi mới có cái suy nghĩ là làm ra cái phòng trưng bày này để cho những cái người ở trong nước mình á, người ta tới để mà ta tham quan, người ta coi những cái sản phẩm của mình đem ra để ở trưng bày ở trước sân vườn hoặc là những cái chỗ hồ nước hoặc là ở trước nhà để cho khách tham quan á, ta nhìn vô ta biết đó, mình để mình đưa cái sản phẩm mình ra ngoài thị trường của ở trong nước mình. Tôi cũng rất muốn là càng lúc cái nghề của mình á, càng có những cái bước tiến mới, những cái thay đổi mới để mà phát triển
thêm nữa. Thông qua hai sự kiện là cái festival nông sản Con đường gốm đỏ ở Vĩnh Long vừa rồi và cái ngày cái khu công trình ngày hội du lịch, thì các doanh nghiệp ở trong Hiệp hội Gạch Gốm đã đồng hành cùng nhau để thực hiện các công trình đó. Thì qua đó thì các doanh nghiệp sản xuất gốm thì rất là nỗ lực để tạo ra các sản phẩm mới để quảng bá đến thị trường tiêu thụ. Nó cũng là một cái vấn đề khởi sắc. Người dân họ rất là yêu thích cái gốm Vĩnh Long và biết được nhiều. Đó là cũng động lực cho các doanh nghiệp. Với đặc tính bền, đẹp, thẩm mỹ cao, dễ vận chuyển, các sản phẩm gốm trang trí tiểu cảnh hiện nay rất thu hút người tiêu dùng. Trong năm 2024, các doanh nghiệp sản xuất gốm của tỉnh nhà không ngừng đổi mới công nghệ, tìm kiếm mẫu mã mới, kỳ vọng thị trường gốm trong nước sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần đưa làng nghề gạch gốm Vĩnh Long thêm phát triển, vươn xa.